Hôm nay chị sẽ giới thiệu tới Nu và các bạn một số những cái bài tập cho vùng bụng của mình. Động tác này chúng ta còn gọi là động tác bắt cầu, thì toàn thân chúng ta sẽ siết và giữ chặt lại như cây cầu. Đầu tiên chúng ta sẽ nằm dài trên thảm, sau đó chúng ta sẽ chống vai và tay lên. Chú ý rằng là tay và vai sẽ trên cùng một đường thẳng, siết chặt eo, chặt mông. Động tác này giữ càng lâu càng tốt. Và chúng ta có một cái option thứ hai dành cho ai mà cơ bụng yếu hoặc là cơ thể chưa được khỏe để làm động tác thứ nhất, thì chúng ta sẽ trợ lực bằng cái gối. Cũng như vậy, chúng ta sẽ giữ càng lâu càng tốt. Tiếp tục, sau một thời gian chúng ta giữ được những động tác kia lâu rồi thì chúng ta có thể làm khó hơn, giơ một tay hoặc một chân lên, hoặc có thể giơ cả một tay một chân lên cùng một lúc. Thay vì động tác bắt cầu kia chúng ta giữ thẳng các cái thân người, thì bây giờ cái động tác này cũng là bắt cầu, chúng ta sẽ giữ eo hai bên. Như cái kia tôi giữ càng lâu càng tốt, bên trái, sau đó các bạn xoay qua bên phải. Động tác này chúng ta sẽ tập với nửa quả bóng vô su. Đầu tiên chúng ta sẽ ngồi lên trên quả bóng và sau đó chúng ta sẽ gập nửa phần thân trên và nửa phần thân dưới lên cùng một lúc. Các bạn chú ý rằng là chúng ta sẽ phải siết thật chặt cơ bụng xuống, các bạn hít sâu vào, lên các bạn thở ra. Động tác kế tiếp chúng ta cũng ngồi lên trên vô su, nhưng mà chúng ta sẽ ngồi sát phía dưới. Sau đó chúng ta gồng chặt cơ bụng, chỉ cần đưa một nửa phần thân trên lên mà thôi. Kế tiếp chúng ta sẽ lật ngửa quả vô su lên và hai tay chống thẳng trên vô su. Sau đó gồng thật chắc cơ bụng, từng chân một các bạn dùng lực bụng kéo lên, đùi càng cao càng tốt. Động tác này chúng ta sẽ đứng trên sàn, tay cầm bóng càng nặng càng tốt. Nếu chúng ta không có bóng, chúng ta có thể thay bằng tà rời hoặc là tà ấm. Sau đó chúng ta luân chuyển xoay từ trái qua phải, dùng hết lực của eo để đẩy bóng lên cao. Với động tác này thì chúng ta có thể sử dụng tà ấm, bóng hoặc là tà rời. Chúng ta ngồi trên thảm, sau đó giơ chân lên, siết thật chặt cơ bụng, xoay tạ từ trái qua phải liên tục, mỗi bên 15 lần. Và động tác này chúng ta cũng tập thành 3 hiệp, nghỉ giữa mỗi hiệp cũng từ 30 giây đến 45 giây. Chào các bạn và hẹn gặp lại!